quên cả micro, quên hết mọi thứ. Chúng tôi đang quay bằng điện thoại. Nói là trong môi trường làm việc, mình đã muốn đạp mạnh chân xuống sàn rồi. Uhu, chúng ta đang bay bổng. Victor, cậu đã nhận được kết quả thử nghiệm chưa? Vâng. Các bài kiểm tra đã được thực hiện, động cơ rất có triển vọng, nó có thể được đưa vào sản xuất. Động cơ Dobija 95 chỉ lớn hơn về kích thước, cũng từ tốc độ cao hơn. Các yếu tố gần như giống hệt như ở động cơ 6 cực, nhưng do tốc độ cao hơn, thiết kế thực sự hoàn toàn khác so với các động cơ 6 cực được sử dụng trong các mẫu đầu tiên của động cơ ASPP rất thực sự. Vậy thì, các bạn, tôi muốn cho các bạn xem chiếc xe này. Đây là chiếc xe tải mà thực sự có thể lắp động cơ vào, thực sự. Mới, cái mà chúng tôi đã thử nghiệm in xem, chiếc xe thật gọn gàng. Chúng tôi đã thử nghiệm động cơ tại Savemlac. Có một công ty sản xuất những chiếc xe này và sẵn sàng lắp đặt động cơ của chúng tôi vào những chiếc xe này. Công ty sản xuất này đã hoạt động nhiều năm và luôn đảm bảo chất lượng và hiệu suất tốt nhất. Ở đây có thể thấy, bạn đánh giá như thế nào về chiếc xe này so với những gì chúng ta đã thử nghiệm trước đây trong các điều kiện khác nhau và với các tiêu chí đánh giá khác nhau? Vậy con Tangaroo hay nó được gọi là gì? Tangaroo. Chà, chiếc xe này tôi không biết, ngồi trên đó còn thấy sợ. Khi tôi thử nghiệm nó ở đây, ngồi như trong xe bọc thép, chỉ có thể nhìn thấy những mảnh vụn. Ở mức độ như vậy, tức là mắt chỉ thấy những gì di chuyển gần bên cạnh bạn, không thể nhìn lại phía sau. Khả năng điều khiển thật tệ. Đúng vậy. Đây là một chiếc xe ổn định. Chỉ cần nhìn vào cơ sở, nó ổn định. Hai chỗ ngồi bình thường, tầm nhìn tốt. Mọi thứ phụ thuộc vào đơn hàng. Sẽ có đơn hàng. Đây là Trung Quốc mà. Chúng ta sẽ thuê thêm nhà máy bên cạnh. Đúng không, nơi mà có thể sản xuất. Bởi vì thân xe được sản xuất rất dễ dàng và nhanh chóng, hiệu quả ở bất kỳ đâu trên thế giới. Chúng tôi hiện đang thử nghiệm một chiếc xe tải điện. Chúng tôi có thể làm gì? Chúng ta có thể lắp đặt động cơ mới mà chúng ta đã thử nghiệm ở Savemlac vào chiếc xe này, sản xuất lên đến 100 chiếc xe mỗi tháng, có thể lên đến 1.000 chiếc, đúng không? Theo tôi, chúng ta có thể sản xuất thoải mái 1.000 chiếc xe mỗi năm. Tôi không đẩy nhanh tốc độ, tôi chỉ hơn 40 một chút, nhưng khi tôi thực sự đạp ga, bạn biết đấy, đó là một cách rất tốt. Chiếc xe di chuyển rất êm ái, rất mượt mà. Chà, tôi không biết, tôi đang lái xe và cảm thấy thích thú. Tất nhiên, đây không phải là một chiếc BMW hạng sang. Nhìn chiếc xe này có những nhiệm vụ hoàn toàn khác. Chà, bây giờ Victor sẽ quay phim chúng ta di chuyển đây. Hãy xem con đường phía trước. Và bây giờ, chúng tôi sẽ cho các bạn thấy tất chúng tôi tăng tốc. Còn xa lắm mới đến đèn giao thông. Chiếc xe nhỏ vừa đi qua. Nhìn này, tôi đang đạp ga. Tôi chỉ đạp nhẹ lên bàn đạp. Ngay lập tức, xe bắt đầu tăng tốc. Ngay lập tức, đồng hồ tốc độ của tôi đã chỉ 60 và tôi phải giảm tốc. Không, những điều chỉnh rất dễ chịu, nhẹ nhàng. Không thể hiểu rằng đây là một chiếc xe điện hoàn toàn, và bạn hiểu rằng chúng ta đã gần đến việc lắp đặt động cơ sản xuất hàng loạt của mình. Ở đây chúng ta có mọi thứ cho điều đó. Chúng ta có động cơ, đúng, đã được thử nghiệm. Chúng ta có thể bắt đầu sản xuất chúng ở đây ngay bây giờ. Chúng tôi đã thống nhất gần như lắp đặt động cơ của mình vào chiếc xe này. Đi thôi. Vậy, các bạn, tôi đi đây. Tất cả. Trời ơi, các bạn ơi, thật tuyệt vời quá. Mọi thứ, tôi đã yêu chiếc xe này. Chúng tôi chắc chắn sẽ lắp đặt động cơ do công ty STVP sản xuất.
tất cả. Victory các bạn, Victory với lại chiếc xe bây giờ đang tiêu phí về thấy âm thanh này không vương nghe thấy rồi đúng không? Điều này có nghĩa là chúng ta di chuyển chậm. Điều này có nghĩa là người đi bộ nghe thấy chúng ta. Đây là 20 km/h. Đến 25 km/h nó sẽ phát ra tiếng động như vậy để mọi người có thể nghe thấy rằng có một phương tiện di chuyển nào đó gần họ. Khi đến 25 thì không còn âm thanh nữa, bao gồm cả Victor Candia. Thật là một sự chuyển hướng như vậy. Điều này thực sự là một sự thay đổi đáng kể và bất ngờ, không ai có thể dự đoán được. Bạn thấy đấy, góc quay. Tôi còn chưa quay vô lăng đến vòng quay nhỏ. Tiện lợi cho thành phố và xe thì rất năng động. Có thể tăng tốc, có thể di chuyển thật sự rất chậm, có thể di chuyển trong những con hẻm rất hẹp như thế này. Tôi nghĩ rằng người Ý là những khách hàng trực tiếp của chúng ta. Còn về Mỹ Latin, ở đó vẫn chưa có nhiều xe như ở Ý, nhưng tôi nghĩ đây là một chiếc xe tiện lợi cho bất kỳ quốc gia nào.